Cảm ơn anh. Rồi. Hỏi đi. Anh chỉ đứng qua đây chút xíu để cho mọi người đi ra cho dễ. Rồi ha. Đâu đi tìm. Anh Duy có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình khi mà tham dự cái ngày dỗ tổ hôm nay ha. Duy xuất thân là của sân khấu kịch Hồng Vân. Thì là cho dù bận cách mấy thì bận thì ở đâu mình không tới được, nhưng riêng sân khấu kịch Hồng Vân là bắt buộc Duy phải tới. Năm ngoái là Duy đã bị lỡ hết một lần rồi, do năm ngoái là mình đi lưu diễn nước ngoài. Năm nay là rất là vui đó, đó thấy chưa, thấy không khí không. Nói chung là cảm xúc thì cũng giống như ngày đầu tiên mình mới bước chân vô đây, thì bây giờ mình cũng vẫn vậy thôi. Dạ, nhưng mà có cái kỷ niệm gì về ngày giỗ tổ mà anh muốn chia sẻ với các bạn không? Có kỷ niệm là ngày cách đây 10 năm trước là Duy lần đầu tiên bước vô sân khấu, rồi cũng là cái ngày mà đi trúng tổ. Thì ngày đó là ngày đầu tiên mà Duy ra mắt cô Hồng Vân. Thì là ngày đó là ngày hôm đó trời vẫn mưa nhẹ, Duy vẫn mặc áo khoác. Thì là ngày hôm nay 10 năm sau vẫn mưa nhẹ và cũng mặc áo khoác. Thì mình nói ủa sao kỳ, ta cũng có một cái điểm rất là mà ta trong cái nghề mình đã nói là khai trương hay trúng tổ mà mưa nhẹ là cái điều may mắn. Thì Duy cảm mong rằng là không may mắn cho mình mà là may mắn cho tất cả các cô chú anh chị, các em, các cháu làm nghệ thuật cũng như tất cả anh em nghệ sĩ có sức khỏe thật tốt, càng ngày càng thành công hơn nữa. Dạ, nhưng mà ý là anh có một cái gì đó gọi là tâm linh, giống như là chờ trong cái công việc của anh á, mà nó có giống như mình tin tưởng ở, cho nên là mọi việc thì giống như Duy mới nói á, là thường á thì là khai trương hay là cúng hay là mình làm cái gì đó thì có một cái cơn mưa nhẹ qua thì là giống như một cái điềm báo rồi, mà một cái năm đó là cái năm mình được khởi sắc, hoặc là những cái dự án tới sắp mình nó sẽ gặp nhiều may mắn, ít nhất là may mắn trong lúc khởi đầu, còn sau đó là cái gì mình chưa biết. Vậy anh có lời nhắn nhủ gì với các bạn trẻ cũng như là các anh chị nghệ sĩ của ngày mà thì là còn thời gian vừa qua thì mọi người cũng biết là do tình hình là dịch bệnh toàn cầu thì đã hạn chế tất cả công việc, mà nghệ sĩ là cái người mà truyền cảm hứng và cái người đem tới tất cả cái tác phẩm từ kịch sân khấu đến điện ảnh đến lại phim truyền hình, tất cả để mong là đem tới cái giải trí hay nhất để cho khán giả. Nhưng mà năm nay thì lại bị hạn chế bớt vì do dịch bệnh, thì mong là sau cái ngày giỗ tổ này trở đi là tất đâu sẽ về đó, tất cả anh em nghệ sĩ của các em các cháu gì đó sẽ cùng nhau quay trở lại cái guồng máy của nghệ thuật để phục vụ cho khán giả những cái tác phẩm và những cái phim ảnh tốt hơn. Dạ, em thấy là cái phim mà Dâu Bảy Đường Trần, em thấy là ba cặp coi như là cũng là thân thiết với nhau ngoài đời á, thì thấy là đóng cái bộ phim đó, nhưng mà đặc biệt là khán giả miền Tây rất là thích cái bộ phim này. Anh có thể chia sẻ cái cảm xúc khi mà gặp bà con ở miền Tây này với lại là những cái cảnh quay trong phim mà khiến anh ấn tượng á? Riêng cái phim Dâu Bảy Đường Trần của đạo diễn Xuân Phước thì là không còn gì phải bàn nữa, là thành công ngoài mong đợi, rating đạt cao nhất cả nước. Nhấn mạnh một lần nữa là rating đạt cao nhất cả nước, đó là cả một cái sự mà kinh khủng nhất, bởi vì trong thời điểm đó có rất 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 nhiều cái phim nước ngoài, phim Việt Nam rất là hay mà Dâu Bảy Đường Trần đã vượt qua tất cả để trở thành một cái chương trình, gọi không phải gọi là phim nữa mà gọi là chương trình được xem nhiều nhất nước. Cái đó là mình nghe khi mà một ngày mình thức dậy, mình đi chuẩn bị đi quay phim, mình nghe cái tin đó từ khán giả gửi, thì là Duy báo là anh em ekip rất là mừng. Cái kỷ niệm vui là trên phim trường, trong phim thì nhân vật Văn Sỏi Kim Cẩm, thì thầy Phước mới đặt Duy, là bây giờ tôi không biết đặt tên anh là cái gì, bây giờ đặt cho Duy là Sỏi Kim Cẩm, cái họ Sỏi lạ lắm mà nghe, cái nói thầy chào hay quá. Thì là mình lên phim là hầu như là ai, những nhân vật khác đều là ghét Kim Cẩm, Văn Sỏi, nhưng ngoài đời chúng tôi là những ba cặp chúng tôi rất là thân thiết và thậm chí thân còn hơn là anh em, cho nên khi mà vào phim á đôi khi nó bị ngược lại, có thể mình không thân mà lại dễ diễn, rồi thân quá ra là mọi người cứ chọc hoài. Mà cái cảnh đó là Kim Cẩm Văn Sỏi á là diễn tâm lý nặng, chuẩn bị âm mưu mà cứ cười hoài là sao mà diễn được. Đó là cái kỷ niệm vui trên phim trường, nhưng mà nói chung là có một cái may mắn là do là ba cặp đều là thân thiết hết, cho nên là hỗ trợ nhau trên phim trường rất là một cách rất là nhiệt tình. Nhưng mà đóng chung với bà xã Cali thì cái cảm giác nó sao? Tại em thấy là có những cái cảnh như là ân ái thì rất là tự nhiên rồi, nhưng mà có những cái cảnh mà ghét nhau hay gì đó. Nói chung là nếu như đó, tại vì Ly với Duy là đều là những người mà đều là những người mà được công nhận là diễn viên có nội lực, cho nên trong cái diễn xuất đó lại đòi hỏi cái sự khắt khe rất là cao, mà lại là vợ chồng nữa, thì là cái người bạn đời của mình á, họ không muốn mình á bị
họ lúc nào cũng muốn mình là ở một cái cảnh giới mà cao nhất, cho nên cái đòi hỏi nó khác những người bình thường, đôi khi làm cho mình hai người gặp nhau nó bị khó, bởi vì ai cũng có một cái tôi riêng. Nhưng cuối cùng á là cũng để đi đến điểm chung là vì mục đích chung là cái phim, cho nên cũng đã là qua. Anh gửi là cảm ơn đến khán giả đang theo dõi cái bộ phim đó cũng như là tôi và mọi người á. Một lần nữa Thanh Duy cũng như ekip phim Dâu Bể Đường Trần cũng như sân khấu kịch Đồng Vân, ngày hôm nay là ngày rất là linh thiêng đối với nghệ sĩ chúng tôi. Mong là không phải riêng nghệ sĩ mà cũng như tất cả mọi người trong một cái năm mà một cái năm là không được may mắn lắm cho nhân loại bởi vì dịch bệnh. Duy mong là dịch bệnh sẽ tan biến, mọi người sẽ trở lại công việc bình thường của mình và mọi người sẽ có một sức khỏe thật tốt để có được những cái tác phẩm hay, những cái công việc tốt để cùng nhau trên toàn thế giới chúng ta hỗ trợ lẫn nhau để cùng sống tươi đẹp. Ngày mà gần như gọi là ngày Phương đi trình diện tổ sau 2 năm Phương nghỉ sinh em bé, cho nên là cảm giác thì chắc chắn là rất là háo hức rồi, và đến gặp tất cả các anh chị cô chú các bạn thì cảm thấy giống như là nhà của mình á, ở đâu cũng cảm thấy rất là vui ấm áp, và cái lửa nghề mình nó lại rất là nhiều, nó làm cho mình giống như là nôn nao được đi làm, rất là mong được gặp mọi người. Có cái kỷ niệm gì về ngày giỗ tổ mà Phương muốn chia sẻ với mọi người không? Ngày giỗ tổ thì kỷ niệm gần nhất thì chắc có lẽ là vào cái năm rồi thì lúc đó là Phương đang có em bé đang bầu, thì gần như là thời gian đó là Phương chỉ nắm thông tin hình ảnh mọi người qua điện thoại, qua tin tức thôi. Thì cảm thấy rõ ràng là khi mà mình bị khựng lại, mình là đứng lại á, thì cái nói chung là cảm giác nó rất là khó tả. Mình cứ thấy như là giống như mình bị chậm lại một bước, mình bị mất mát cái gì đó mà không có diễn tả được. Và cái điều đó nó lại khiến cho mình phải quyết tâm lại, khi mà có cơ hội, khi được trở lại công việc sẽ lại càng máu lửa hơn, thích hơn. Thì Phương nghĩ cái kỷ niệm của Phương về ngày giỗ tổ thì mỗi năm nó sẽ mỗi khác, nhưng mà đặc biệt là năm rồi nó cho mình nhiều cái cảm xúc hơn. Có lời gì nhắn nhủ đến các bạn trẻ như là theo nghề sân khấu cũng như là gửi lời chúc đến các anh chị trong cái ngày này? Thì hôm nay là ngày cúng tổ, giỗ tổ, thì Phương cũng rất là mong là tất cả mọi người sẽ luôn được những cái may mắn và những cái thành công, và luôn được tổ nghiệp soi sáng. Và Phương cũng không dám nhắn nhủ gì đến các bạn, bởi vì các bạn bây giờ rất là giỏi, các bạn rất là biết cách có những cái cách để mà có thể khẳng định bản thân mình, và đôi khi có những bạn trẻ Phương phải học hỏi nữa. Cho nên là Phương chỉ mong rằng là mọi người có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bảo vệ mình, đặc biệt trong cái mùa dịch này, bảo vệ sức khỏe cho mình và cho mọi người, để cái công việc của showbiz giống như là trong cái công việc của Phương á thì sẽ được thuận lợi hơn, bởi vì khi mà có dịch hay có vấn đề gì thì cái công việc, cái ngành của mình là bị tổn thất nhiều. Nhưng mà hiện tại thì Phương sau khi sinh em bé xong thì đã vào nguồn công việc lại chưa ha? Phương thì mới vừa gần như gọi là ra mắt mọi người với cái vở Ghost Hồ Ma Bốn Quỷ vào cái đêm 24 tháng 9 vừa rồi, thì diễn ở nhà hát thành phố. Thì đó là một cái vai diễn mà Phương nghĩ rằng Phương cảm thấy là Phương hạnh phúc khi mà được ra mắt mọi người với một cái vai diễn như vậy, và Phương hy vọng rằng là mọi người sẽ có cái cảm nhận rất khác, và sẽ nói chung là các cô chú anh chị sẽ có nhiều niềm tin hơn với Phương ở những dạng vai khác, cá tính hơn, mạnh mẽ hơn, và hy vọng là khán giả cũng sẽ đón nhận Phương ở những cái nhân vật không còn là lam lũ quê mùa khóc khổ sở này kia nữa, mà là sẽ những vai diễn cá tính, thông minh, quyết đoán, bản lĩnh, nói chung là hiện đại. Nhưng mà tại vì mình có em bé nhỏ vậy thì cái việc sắp xếp công việc mình có gặp nhiều khó khăn không Phương? Chắc chắn là sẽ có, nhưng mà mình yêu công việc và mình sẽ sắp xếp được. Nói chung khi muốn thì mình sẽ làm được. Thì ông xã Trung Kiên có hỗ trợ Phương nhiều trong chắc chắn rồi, chắc chắn là có. Tại vì nếu mà không có sự hỗ trợ từ gia đình, đặc biệt là từ cái người bạn đời của mình, sự thông cảm và chia sẻ công việc của mình thì nó đòi hỏi nhiều cái. Thứ nhất là cái sự cảm thông, cái sự nhạy cảm nữa, nên là phải có cái gì đó nó rất là tinh tế, nó rất là phải thật sự yêu thương và chia sẻ hỗ trợ với nhau thì nó mới tìm được cái tiếng nói chung. Và Phương may mắn là anh Kiên cũng gần như là người trong nghề, cho nên anh Kiên sẽ rất là tâm lý, đặc biệt là anh cũng là một cái người chồng rất là tâm lý, rất là chia sẻ với mình nhiều vấn đề trong công việc, nên là Phương thấy rằng là cái việc Phương trở lại với công việc chỉ là sớm muộn thôi.
quan trọng là Phương có sẵn sàng và trở lại hay không. Còn những cái vấn đề khác xung quanh, ví dụ gia đình hay là con cái kia, thì Phương nghĩ là Phương đã có thể sắp xếp được và gia đình cũng đã hỗ trợ cho Phương sẵn sàng. Nhưng mà thấy bé là bám ba nhiều hơn là bám mẹ nhiều hơn. Dạ, nói chung là con cái mà thì nó sẽ theo mẹ, nhưng mà được cái là bé nào cũng rất là sợ ba. Bé lớn bé nhỏ thì cũng sợ ba hết á. Nhưng mà sắp tới thì Phương có dự án gì về phim ảnh hay không? Phương chưa dám mật mí đâu, tại vì sợ nói trước với hôm qua, nhưng mà chắc chắn nếu Phương trở lại thì sẽ là những cái vai diễn nó sẽ khác với Phương hồi xưa. Ok, dạ. Cảm ơn mọi người nhiều nha.